Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 25 tháng 9 năm 2022 trên kênh Phố Núi TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Kính chúc quý vị và gia đình ngày cuối tuần vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 25 tháng 9 phục hồi tăng nhẹ tại thị trường trong nước. Trên thị trường xuất khẩu ghi nhận giảm ở hầu hết các quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu chính. Thưa các bạn, đồng USD tăng cao đang góp phần khiến hồ tiêu xuất khẩu giảm sút. Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VPA cho thấy, 15 ngày đầu tháng 9 năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu được 5.983 tấn với kim ngạch là 23,9 triệu USD. Lũy tiến từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 166.672 tấn, kim ngạch là 737,6 triệu USD. Trong khi đó, xuất khẩu nửa đầu tháng 8 năm 2022 đạt 7.469 tấn tiêu các loại, với giá trị kim ngạch là 29,89 triệu USD. Lũy tiến từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9 năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 204.005 tấn hồ tiêu, với kim ngạch là 683 triệu USD. Do đó, khối lượng xuất khẩu so với năm ngoái đã giảm đi gần 40.000 tấn. Điểm sáng duy nhất là kim ngạch vẫn cao hơn năm trước. Tuy nhiên, với đà giảm như hiện nay, thì mục tiêu xuất khẩu 1 tỷ USD trong năm 2022 của ngành hồ tiêu khó mà đạt được. Thưa các bạn, ghi nhận trên thị trường xuất khẩu tuần này, giá tiêu đen xuất khẩu tại Indonesia, Brazil và Ấn Độ đều sụt giảm. Trong đó, tại Indonesia, giá tiêu đen xuất khẩu tuần này đã sụt giảm mạnh tới 254 USD trên tấn, từ mức 4.131 USD cuối tuần trước xuống 3.877 USD chốt tuần này. Giá tiêu đen xuất khẩu tại Brazil trong tuần này đã giảm mất 100 USD trên tấn, từ mức 2.850 USD trên tấn trong tuần trước xuống 2.750 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu tại Ấn Độ trong tuần này ghi nhận giảm đi 108 USD trên tấn so với cuối tuần trước, hiện đang có mức giá là 6.406 USD trên tấn. Trong khi đó thì giá tiêu đen xuất khẩu tại Malaysia và Việt Nam vẫn duy trì ổn định trong tuần này. Trên bảng giá tiêu trắng xuất khẩu, ghi nhận đến ngày 23 tháng 9, giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia giảm mất 190 USD trên tấn, từ mức 6.491 USD trên tấn xuống 6.301 USD trên tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam vẫn ổn định ở mức 7.600 USD trên tấn và 5.300 USD trên tấn. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam ghi nhận giá hồ tiêu tăng thêm 500 đến 600 đồng trên 1 kg ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm, với mức giá được thu mua từ 64.500 đồng đến 67.500 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua quanh mức là 66.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai ghi nhận ở mức 64.500 đồng 1 kg, tăng thêm 500 đồng so với phiên giao dịch trước. Tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua ở mức là 64.700 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai được thu mua với mức giá là 64.800 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu ghi nhận ở mức 67.500 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bình Phước, mức giá là 66.500 đồng 1 kg. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.